ơn quý vị đã không rời màn hình. Sau đây chúng ta sẽ trở lại với phần tin Hoa Kỳ. Thiếu tá Mỹ gốc Đài Loan làm gián điệp vì mê tình dục. Hải quan Mỹ tin rằng thiếu tá Lin đã lợi dụng chức vụ để tuồn các bí mật quân sự cho nước ngoài để đổi lấy việc quan hệ với gái đẹp. Hồ sơ của thiếu tá Lin cho thấy sau khi đến Mỹ cách đây 25 năm, Lin lấy tên là Eddie vì cái tên tiếng Hoa của anh dài tới 20 ký tự. Đến năm 1999, Lin đăng ký gia nhập Hải quân Mỹ và sau một thời gian phục vụ, anh được cử đi học ở trường sĩ quan chiến tranh hải quân trong 2 năm. Trong suốt sự nghiệp phục vụ quân đội của mình, Lin đã thực hiện nhiều công việc cho phép anh tiếp cận được với nhiều thông tin mật về hệ thống trinh sát, thu thập thông tin tình báo trên máy bay của Hải quân Mỹ, đặc biệt là những chiếc máy bay hiện đại như EP-3E hay P-3C Orion. Tờ Newsweek cho biết Lin bị các điều tra viên hải quân bí mật bắt giữ cách đây 8 tháng và sau đó được điều chuyển công tác đến Sở Chỉ huy Cục Tuần tra và Trinh sát Hải quân, nơi Lin trên thực tế bị giam giữ tại nhà tù quân đội Naval Consolidated Bridge ở Cheapskate. Hồ sơ của Lin nói rằng anh bị giữ tại Cheapskate trong khoảng thời gian không xác định. Hải quân Mỹ truy tố Lin ra trước tòa vào hôm 8 tháng 4 trong một phiên xét xử sơ bộ ở Norfolk và không hề thông báo rộng rãi ngoại trừ một mẫu tin ngắn đăng tạm thời trên website của lực lượng. Bản cáo trạng dài 3 trang chi chít những dòng chữ bị kiểm duyệt bôi đen cho thấy thiếu tá Lin phải đối mặt với 2 tội danh làm gián điệp, 3 tội danh âm mưu làm gián điệp. Sĩ quan 39 tuổi này còn bị cáo buộc trao đổi thông tin mật với niềm tin rằng chúng sẽ được sử dụng để tạo lợi thế cho nước ngoài. Có hành vi quan hệ tình dục với gái mại dâm, ngoại tình vì quan hệ với người không phải là vợ mình và cung cấp thông tin giả về những nơi anh ta đã đến ở nước ngoài. Các quan chức tình báo Mỹ bắt đầu nghi ngờ thiếu tá Lin khi anh này xin nghỉ phép nhưng lại nói dối về địa điểm mình sắp đến. Theo điều lệnh quân đội Mỹ, hành vi này bị coi là vắng mặt không phép, một quan chức Lầu Năm Góc nói với Daily Beast. Các quan chức quốc phòng nghi ngờ trong một chuyến nghỉ phép như vậy, Lin đã gặp một người Đài Loan và cung cấp cho người đó những thông tin mật liên quan đến các hệ thống trinh sát. Cảm biến trên máy bay Hải quân Mỹ, các điều tra viên lập tức bí mật dò hỏi các đồng nghiệp của Lin. Và nhiều người nói rằng họ nhận thấy hành vi của anh ta rất đáng ngờ. New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho hay, các điều tra viên hải quân tin rằng Lin đã trao các thông tin mật cho một người bạn gái gốc Hoa. Một quan chức Mỹ xác nhận Cục Điều tra Hình sự Hải quân và FBI đang phối hợp để điều tra xem liệu có phải Lin đã tuồn các thông tin mật cho cả Trung Cộng và Đài Loan hay không. Tuy nhiên, họ không biết lộ những thông tin của Lin tuồn cho đối tác ở nước ngoài cuối cùng đã được chuyển đến đâu. Ngoài việc bị cáo buộc có hành vi gián điệp, Lin còn bị truy tố với tội danh mua dâm. Một quan chức quốc phòng nói với Daily Beast rằng có khả năng Lin đã được trả công bằng gái đẹp cho những loạn hoạt động gián điệp. Vì vụ án này có tính chất nghiêm trọng, đích thân Đô đốc Phil Davis, tư lệnh lực lượng hạm đội Mỹ, đứng ra chỉ đạo quy trình tố tụng. Rất có thể thiếu tá Lin sẽ phải đối mặt với một phiên tòa quân sự với mức án cao nhất là tử hình. Mặc dù Mỹ đã không thi hành án tử với các tội phạm gián điệp trong hàng chục năm nay. Kính thưa quý vị, cựu chủ tịch FIFA nhận tội hối lộ. Một cựu viên chức túc cầu cao cấp tại Mỹ Châu nhận tội tham dự vào vụ hối lộ liên quan tới cuộc điều tra của Hoa Kỳ về nạn tham nhũng tại FIFA. Ông Alfredo Howitt, cựu phó chủ tịch FIFA từ Honduras, cũng là người dẫn đầu Liên đoàn Túc cầu Bắc Trung Mỹ và Caribbean, gọi tắt là CONCACAF. Ông nhận tội tại Tòa án Liên bang ở Brooklyn, New York, trước 4 cáo buộc âm mưu. Ông Howitt là một trong 42 người và tổ chức bị truy tố liên quan tới việc hối lộ hơn 200 triệu Mỹ Kim. Các viên chức túc cầu đã được quyền quảng bá và phát sóng các giải đấu và trận đấu. Ông Howitt, 64 tuổi, nhận tội âm mưu tống tiền, 2 tội danh âm mưu gian lận chuyển tiền và âm mưu cản trở công lý. Ông sẽ bồi hoàn 950.000 Mỹ Kim theo thỏa thuận nhận tội, nói bằng tiếng Tây Ban Nha. Bị cáo thừa nhận tại tòa rằng ông đã nhận hàng trăm ngàn Mỹ Kim hối lộ từ 2 công ty quảng cáo thể thao muốn có quyền đưa tin về các trận túc cầu. Cho tới nay, 15 người và 2 công ty quảng cáo thể thao đã nhận tội tại Hoa Kỳ. Trong hồ sơ tòa án, các công tố viên cho biết họ đang đàm phán nhận tội với một số tội và một số bị cáo khác. Ông Howitt bị bắt tại một khách sạn ở Zurich
vào ngày 3 tháng 12 cùng với người đứng đầu cơ quan túc cầu Nam Mỹ là Juan Angel Napao. Khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố các cáo buộc đối với 16 người tham gia vào vụ hối lộ. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders vận động cử tri trẻ ở New York, tin từ Binghamton, New York. Hai ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ chuẩn bị cho cuộc bầu cử sơ bộ tại tiểu bang New York. Ông Bernie Sanders nhắm tới các cử tri trẻ. Vị thượng nghị sĩ tiểu bang Vermont vừa chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ tại tiểu bang Wyoming vào hôm thứ Bảy, đánh bại đối thủ là Hillary Clinton. Cuộc đua của đảng Dân Chủ cho cuộc tổng tuyển cử vào ngày 8 tháng 11 ngày càng nóng hơn, khi bà Hillary Clinton và ông Sanders chỉ trích lẫn nhau về việc ai là người được chuẩn bị tốt hơn để vào tòa Bạch Ốc. Ông Sanders hứa hẹn với các cử tri rằng chính phủ của ông sẽ đầu tư vào việc làm và giáo dục cho giới trẻ. Tuyên bố này có thể sẽ gián tiếp nhắm vào bà Clinton. Bà hiện đang bị tấn công khi một đoạn video được loan truyền rộng rãi về việc cựu ngoại trưởng bảo vệ những cải tổ của phu quân là Tổng thống Bill Clinton thực hiện vào năm 1994. Trong đoạn video, bà Clinton gọi giới trẻ tham gia vào các băng đảng là những kẻ siêu săn mồi, những người cần phải bị kỷ luật. Bà Hillary Clinton, 68 tuổi, gặp phải nhiều người phản đối tức giận trước nhận xét của bà. Tháng 2 vừa qua, bà nói là bà hối hận với ngôn ngữ của mình. Ông Sanders cũng nói về kinh nghiệm của mình như là con người nhập cư. Ông cam kết giữ cho giấc mơ Mỹ sống động. Bà Clinton và Sanders sẽ tranh luận tại Brooklyn, New York vào thứ Năm này. Kính thưa quý vị, một bản tin khác đến từ Miami. Thì có một xe rác đụng xe taxi làm một người chết. Các nhà chức trách cung cấp thêm thông tin về vụ xe rác đụng xe taxi ở thành phố Miami, khiến một hành khách thiệt mạng tại chỗ. Nạn nhân là bà Pamela Plummer, 65 tuổi, lúc đó đang ngồi ở phía sau xe. Cảnh sát cho biết, vụ tai nạn không chỉ biến chiếc taxi thành một đống sắt vụn, mà còn liên quan tới 9 chiếc xe hơi khác tại ngã tư đường số 7 và đường số 17. Hiện trường tai nạn chỉ cách nhà của nạn nhân chưa tới 3 dặm. Trước đó, cảnh sát công bố đoạn video giám sát của trạm xăng Valero gần đó, cho thấy toàn cảnh tai nạn giao thông kinh hoàng hôm thứ Sáu. Trong video, chiếc xe rác chạy hết tốc độ lao vào xe taxi đang dừng lại trước đèn đỏ, khiến chiếc xe taxi bốc cháy ngay lập tức. Vẫn không dừng lại, xe rác lao tiếp vào 9 chiếc xe hơi khác, khiến một số xe đâm vào. Một số xe quay tròn giữa đường. Hàng xóm của nạn nhân cho biết, ngay sau khi thông tin về tai nạn loan ra, họ biết ngay nạn nhân là ai. Bà Pamela là người chỉ di chuyển bằng taxi trong hơn 20 năm nay. Câu chuyện về vụ tai nạn nghe kinh hoàng, còn câu chuyện về nạn nhân nghe còn thương tâm hơn vì bà vừa hồi phục sau một đợt chấn thương kéo dài cả tháng. Trong lúc này, cảnh sát vẫn điều tra xem lại tại sao chiếc xe rác không giảm tốc độ khi tới ngã tư, nhất là khi đèn đỏ vừa bật lên. Hillary Clinton hơn điểm thăm dò với Donald Trump. Tin từ Washington DC, người Mỹ tin tưởng rằng ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân Chủ hơn là thương gia của đảng Cộng Hòa trong việc giải quyết một loạt các vấn đề từ di trú cho đến y tế hay đề cử thẩm phán tối cao pháp viện. Đây là một cảnh cáo cho ông Donald Trump khi ông đang nhắm tới khả năng đối đầu với bà Hillary Clinton trong cuộc tổng tuyển cử. Theo cuộc thăm dò dư luận của hãng tin AP, ngay cả khi được hỏi ai trong số ứng cử viên là người có khả năng tốt nhất để xây dựng Hoa Kỳ vĩ đại, thì lời hứa trọng tâm trong chiến dịch vận động của ông Trump, người Mỹ nghiêng về phía bà Clinton. Tuy nhiên, cuộc khảo sát cũng cho thấy một số điểm rắc rối đối với bà Clinton. Ông Trump gần như ngang bằng với bà về việc người Mỹ tin tưởng ai để giải quyết về vấn đề kinh tế. Vấn đề này luôn là một trong những vấn đề hàng đầu mà quốc gia phải đối mặt. Về kinh tế, bà Clinton được 38% ủng hộ trong khi 35% nghiêng về phía ông Trump. Và mặc dù người Mỹ nói chung tin tưởng bà Clinton trong một số vấn đề, chỉ có 20% nói bà đại diện tốt quan điểm của họ về những vấn đề họ quan tâm, trong khi 23% là hơi tốt. Tuy nhiên, hầu hết các vấn đề được nhắc tới trong cuộc khảo sát của AP, tỷ lệ tin tưởng ông Trump còn tồi tệ hơn. Chỉ có 15% nói ông đại diện rất tốt cho quan điểm của họ và 14% nói hơi tốt. Tỷ lệ các cử tri đảng Cộng Hòa ủng hộ ông Trump cũng yếu trong một số vấn đề. Chỉ chưa đầy 50% nói họ tin ông hơn bà Clinton trong việc hợp tác với quốc hội hay xây dựng hình ảnh của Hoa Kỳ ở ngoại quốc. Khoảng 1/4 cử tri của Cộng Hòa nói rằng họ tin ứng cử viên nào trong những vấn đề trên là họ không tin. Kính thưa quý vị, bản tin tiếp theo thì có lời khuyên
cho các bậc cha mẹ cần giảm bớt thời gian cho trẻ em xem màn hình. Các bậc phụ huynh cần phải hạn chế thời gian bọn trẻ nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng sự hạn chế có thể là một thử thách trong thời đại kỹ thuật số, khi họ tự nguyện đưa cho bọn trẻ những thiết bị điện tử cao cấp. Faye Smith là cô bé chỉ mới 2 tuổi, nhưng là chủ nhân của một chiếc iPad, và việc buộc cô bé tạm xa chiếc iPad là không phải điều dễ dàng. Mẹ bé là Cherry thú nhận cô biết luật cấm trẻ em dưới 2 tuổi chơi thiết bị kỹ thuật cao, nhưng than thở đó là điều rất khó khăn cho cả hai mẹ con. Cherry nhớ lại cô cho con gái chơi iPad từ lúc bé chưa được 1 tuổi. Cô nghĩ dù có cấm đoán trước đó thì cô bé cũng được phép đụng vào computer khi tới tuổi vào trường học. Một nghiên cứu của website babycenter.com cho thấy cứ 3 phụ huynh lại có một người đưa máy tính bảng cho con cái dưới 5 tuổi. Và trong 100 phụ huynh thì có 8 người giao điện thoại di động cho con cái dưới 5 tuổi. Bác sĩ Nhi Ari Brown cho biết cần có một khu vực cấm thiết bị điện tử. Khu vực đó bắt buộc phải là phòng ăn và phòng ngủ của bé. Việc tiếp cận màn hình quá sớm có thể khiến trẻ bị béo phì, rối loạn chú ý và rối loạn giấc ngủ. Kết thúc phần tin Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài phút thông tin thương mại.